Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Rất khôn lỗi nhưng đảng không thể qua mặt chính phủ Hoa Kỳ. Mới đây, Mỹ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Ngay lập tức, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đáp trả. Vẫn là bà Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên tiếng. Vẫn là những lời nói quen thuộc, rất sáo rỗng rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền con người cũng như quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Điều này đã được ghi rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam và được đảm bảo tôn trọng trên thực tế. Hình ảnh Tây Đảng đàn áp, miệng Đảng kêu oan. Lời tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nghe cứ như lời thanh minh của những đứa trẻ. Chính quyền Việt Nam vẫn đem cái gọi là Hiến pháp năm 2013 để chứng minh, bất chấp thực tế. Thật nực cười khi mà một chính quyền lại xem Hiến pháp chỉ là văn kiện thứ nhì sau cương lĩnh của đảng. Vậy thì cái hiến pháp này có hiệu lực gì trước điều lệ đảng? Cũng là hiến pháp, nhưng hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật cao nhất của quốc gia, là khế ước giữa nhà nước và nhân dân. Không một ai, không một loại luật nào khác, không chính sách nhà nước nào, không một quy định của đảng chính trị nào được trái với hiến pháp. Còn ở Việt Nam, hiến pháp chỉ là vật trang trí. Chẳng lẽ chính phủ Hoa Kỳ không biết điều đó hay sao? Mà Việt Nam trưng bản hiến pháp của mình ra để biện minh cho hành động. Lấy ví dụ như quyền biểu tình có ghi trong hiến pháp, nhưng khi người dân biểu tình, ngay lập tức Tô Lâm cho lực lượng công an, dân phòng bắt bớ, đánh đập tàn bạo. Dù cho người biểu tình rất ôn hòa, thậm chí công an còn cho người giả dạng thường dân trà trộn vào trong dòng người biểu tình, kích động, bạo động để công an có cớ bắt những người biểu tình ôn hòa. Bà Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo lý thuyết, hiến pháp là bộ luật cao hơn các bộ luật khác. Nếu luật pháp có những quy định trái ngược với hiến pháp thì phải tuân thủ theo hiến pháp. Như vậy, dù chưa có luật biểu tình nhưng hiến pháp cho phép người dân có quyền biểu tình thì người dân có quyền thực hiện bất chấp luật pháp có quy định hay không. Tuy nhiên đến nay Bộ Công an vẫn cù nhây không soạn luật biểu tình, họ đang treo luật này vô thời hạn. Và điều đáng nói là họ ngầm quy định, chưa có luật quy định mà đã biểu tình là phạm luật. Vậy có phải là họ đang đạp lên hiến pháp năm 2013 do chính họ soạn ra hay sao? Thực tế, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang đàn áp kín đáo chứ không còn lộ liễu như trước đây. Tại Thái Lan, những người tị nạn vì bị chính quyền Cộng sản đàn áp tôn giáo là rất đông. Chính phủ Hoa Kỳ biết rõ tất cả những điều này, tuy nhiên họ không vạch mặt chính quyền Cộng sản Việt Nam vì những mối quan hệ khác. Trò bẩn dù giấu kỹ nhưng chính quyền Cộng sản làm sao giấu được chính phủ Hoa Kỳ? Thủ đoạn của đảng Cộng sản là bắt tôn giáo phải thuần phục đảng và lấy thành phần tôn giáo thuần phục này để tạo mặt nạ là có tự do tôn giáo. Còn những người đang thực hiện quyền tự do tôn giáo thực sự thì lại bị chính quyền truy bức gắt gao, phải chạy sang các nước khác tị nạn. Tôn giáo thuần phục đảng hiện nay đang làm bại hoại xã hội, rất đáng báo động. Hình ảnh nổi tiếng mô tả rõ nét về tự do tôn giáo theo kiểu của đảng. Chơi với các nước lớn và tử tế như Hoa Kỳ và phương Tây, đảng rất ma mảnh. Trong nước, họ là một đường, nhưng bên ngoài họ báo cáo một nẻo. Tự do tôn giáo chỉ là một trong những vấn đề mà thôi. Việc thực hiện kinh tế thị trường thực sự để được Mỹ và châu Âu công nhận, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thật lòng. Trong nước thì họ nói là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng với thế giới, họ nói họ đang thực hiện nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, hãy công nhận cho họ. Chơi ở sân chơi lớn cần phải có sự chân thành, sự tử tế thì mới có bạn lớn. Còn cứ ma mảnh theo kiểu Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ có bạn lớn thật sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin rất khôn lỗi nhưng đảng không thể qua mặt chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại giao đổi chác, dung túng cho Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ngày 11 tháng 1, AFA Tiếng Việt có bài Nhân quyền Việt Nam năm 2023 tệ hại hơn, hậu quả của kiểu ngoại giao đổi chác. Theo đó, nhân quyền Việt Nam năm 2023 tiếp tục tồi tệ đi. Tình trạng đó không chỉ do chính phủ Hà Nội gia tăng đàn áp, mà còn là hậu quả của ngoại giao đổi chác, tức là chính phủ các nước phát triển vì lợi ích chiến lược của họ mà bỏ qua tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. AFA cho biết, tối ngày 11 tháng 1 giờ Hà Nội, tổ chức theo dõi nhân quyền đã công bố bản báo cáo nhân quyền thường niên năm 2024 để đánh giá việc thực hành nhân quyền của hơn 100 quốc gia trong năm qua.
Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của bà Tirana Hassan, giám đốc điều hành của tổ chức này, cho rằng năm 2023 là một năm để lại nhiều hậu quả, không chỉ bởi sự đàn áp nhân quyền và thảm họa chiến tranh, mà còn cả với việc các chính phủ lựa chọn ngoại giao kiểu đổi chác. Điều này đã gây tổn hại nặng nề cho quyền lợi của những ai không trong tầm thỏa thuận của họ. Ngay cả những nước xưa nay vốn tôn trọng nhân quyền, thì đôi khi cũng coi các nguyên tắc nhân quyền cơ bản là một sự lựa chọn để đổi lại các lợi ích về an ninh, thương mại, chiến lược. Tiến hành ngoại giao đổi chác với sự che đậy là nguy hiểm. Cố gắng tách biệt nhân quyền và pháp quyền khỏi những quyết định mang tính thực dụng sẽ lãng phí đòn bẩy có thể gây ảnh hưởng đến chính sách và thực thi của các chính phủ vi phạm nhân quyền. Nó cũng có thể góp phần gia tăng vi phạm nhân quyền, bao gồm các đàn áp xuyên quốc gia, bà Tirana Hassan đánh giá. AFA cho hay, một trong những ví dụ cho ngoại giao kiểu đổi chác này là Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, Việt Nam và Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, nhưng Mỹ lại rất ít đề cập đến tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Ông Châu Văn Khảm ở giữa, một công dân Úc gốc Việt bị Hà Nội giam giữ 4 năm vì khủng bố chống lại chính quyền, được thả tự do vào tháng 6 năm 2023. Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vẫn đạt được các thỏa thuận thương mại với rất ít cam kết về nhân quyền ở các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam và Indonesia. Theo AFA, ngay sau khi bản báo cáo được công bố, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát biểu trong một bài viết được đăng trên trang web của tổ chức này, nói rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần chấm dứt thái độ phủi tay cho qua với một hệ tiêu chuẩn kép công nhiên đã vô hiệu hóa các sức ép đối với Hà Nội về nghĩa vụ hoàn tất các cam kết nhân quyền. AFA cho rằng nhân quyền Việt Nam năm 2023 bị đánh giá là ảm đạm bởi một loạt các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, đi lại và tôn giáo tiếp tục bị đàn áp một cách có hệ thống. Đảng Cộng sản trừng phạt hà khắc đối với bất kỳ cá nhân, lực lượng nào mà đảng cho là thách thức sự độc tôn cầm quyền của mình. Các cách thức đàn áp nhân quyền của chính phủ Việt Nam vẫn tương tự như năm 2022, nhưng với một mức độ nặng nề hơn. Nhà bảo vệ môi trường hàng đầu Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt với cáo buộc ngụy tạo trốn thuế vào tháng 5 năm 2023. AFA dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền cho hay Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 160 người thực hiện các quyền tự do cơ bản một cách ôn hòa. Trong 10 tháng đầu năm 2023, có ít nhất 28 nhà hoạt động nhân quyền bị bỏ tù với những bản án dài hạn liên quan đến an ninh quốc gia. Vẫn theo AFA, chính phủ Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ các tờ báo, đài truyền hình, báo chí độc lập vẫn bị cấm, yêu cầu các công ty mạng xã hội như Facebook, YouTube, Google, TikTok đóng cửa hoặc xóa bài đăng của các trang blog hay tài khoản bị cho là đăng tải các thông tin bất lợi cho nhà nước. Các tổ chức tôn giáo độc lập bị cấm với lý do có hại cho lợi ích quốc gia, trật tự công cộng hoặc mối đại đoàn kết dân tộc. Các nhóm tôn giáo không được công nhận bao gồm Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Cao Đài chân truyền, các nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên bị công an theo dõi, sách nhiễu và đàn áp thô bạo. Tín đồ của các tôn giáo này phải chịu sự chỉ trích công khai, buộc phải từ bỏ đức tin, câu lưu, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. Theo SRW, tính đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam thừa nhận chưa chính thức công nhận khoảng 140 tôn giáo với xấp xỉ 1 triệu tín đồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ngoại giao đổi chác, dung túng cho Việt Nam vi phạm nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.